bảng giá xe nissan mới nhất những thương hiệu ô tô đến từ nhật bản luôn có chỗ đứng vững chắc và chiếm thị phần không hề nhỏ tại việt nam khi được đông đảo khách hàng trong nước yêu thích tín nhiệm bởi những chiếc xe của nhật nổi tiếng là có thiết kế đẹp mắt chất lượng và độ bền bỉ được chứng minh qua thời gian hãng xe nissan cũng góp một phần không nhỏ cho sự thành công này với những chiếc xe luôn được trao chút một cách tỉ mỉ bởi những chuyên gia kỹ sư hàng đầu nhật bản hãy cùng chúng tôi điểm qua những mẫu xe mà nissan đang bán tại việt nam giá xe Nissan Almera. Ở phân khúc sedan hạng B, Nissan Almera hiện đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nặng ký khác như xe Vios, Honda City, Mitsubishi Atlas, Hyundai Accent tuy nhiên. Không vì vậy mà Nissan Almera cảm thấy lo lắng mà ngược lại còn khá tự tin vì lợi thế về giá thành rẻ và chất lượng không thua kém gì các đối thủ. Ưu điểm lớn nhất của Nissan Almera là không gian nội thất rộng rãi nhất so với các đối thủ cùng phân khúc với chiều dài cơ sở lên đến 2.620mm. Với kích thước này, hành khách sẽ cảm thấy rất thoải mái cho dù phải di chuyển một đoạn đường dài. Toàn bộ ghế ngồi trên bản cao cấp cũng được bọc nỉ cao cấp tạo cảm giác êm ái cho hành khách. Nissan Almera có phần lợi thế hơn so với các đối thủ cùng phân khúc khi sử dụng điều hòa tự động hai vùng giúp khoang cabin luôn mát mẻ và có bầu không khí trong lành. Dưới nắm capo là khối động cơ trục cam đôi 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất cực đại 99 mã lực, mô men xoắn cực đại 134 Nm. Một số tự động 4 cấp sẽ phù hợp với những khách hàng thích sự êm ái, mượt mà và tùy chọn số sản 5 cấp dành cho người thích sự chủ động, linh hoạt. Giá xe Nissan X-Trail Mẫu xe này có phủ màu ngoại thất đa dạng với 6 tùy chọn, xám, trắng, đen, xanh ô liu, cam và đỏ. Nếu đang băn khoăn không biết phải chọn chiếc xe nào trong phân khúc crossover tầm trung thì hãy tham khảo chiếc x trêu của Nissan. Chắc chắn chiếc xe này sẽ làm bạn thích thú. Nissan x Trail có thiết kế 5 cộng 2 linh hoạt, khoang hành lý rộng rãi, khả năng ọp rốt đáng nể, đa dạng tùy chọn dẫn động và dễ dàng vận hành sẽ khiến các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Tucson, Honda CRV, Mazda CX-5 và Mitsubishi Outlander phải di chừng. X treo có phần mái xe cao cùng với chiều dài cơ sở lên đến 2.705mm giúp cho không gian nội thất thoáng đãng hơn. Bên cạnh đó, hàng loạt các tiện tích được tích hợp bên trong xe nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất như màn hình màu 6.5 inch sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM, AM, Megapixel 3, AUX in, cổng kết nối USB, hệ thống êm thành 6 loa. Nissan X treo không phải là mẫu xe có thể tích khoang hành lý lớn nhất phân khúc. Cụ thể Nissan X treo có thể tích khoang hành lý đạt 565 lít, nhỉnh hơn 10 lít so với đời 2017 nhưng nếu gấp cả hai hàng ghế sau xuống, không gian chứa hành lý có thể đạt lên tới 1996 lít. Dưới nắp capo của xe là khối động cơ Mr. 20 chục cam đôi với van biến thiên toàn thời gian kép, sản sinh 142 mã lực và 200 Nm. Ngoài ra còn có tùy chọn kiểu động cơ QR25 mạnh mẽ hơn, với 169 mã lực và 233 Nm, kết hợp cùng hộp số vô cấp điện tử Sonic CVT với chế độ số tay 7 cấp giúp cảm giác lái mượt mà, êm ái. Giá xe bán tải Nissan Navara Nissan Navara rất đa dạng về màu sắc để khách hàng có thể lựa chọn như vàng cam, nâu, trắng, bạc, xám và xanh. Nếu phải lựa chọn một chiếc xe có thể đối đầu với các mẫu xe bán tải có tiếng như Ford Ranger, mới, xe Mitsubishi Triton, xe Isuzu D-Max, xe bán tải Chevrolet Colorado và bán tải Toyota Hilux thì chắc chắn đó phải là chiếc Nissan Navara. Nhìn chung, ngôn ngữ thiết kế của mẫu Nissan Navara vẫn giữ được nét mạnh mẽ, thể thao đặc trưng vốn có của dòng Navara. Sở hữu kích thước tổng thể 5.255 x 1850 x 1840 mm, xe còn có khoang hành khách rộng rãi với chiều dài cơ sở lên đến 3.150 mm đem đến một khoang cabin cực kỳ rộng rãi, thoải mái. Người ngồi trước và sau đều có khoảng để chân rộng rãi. Nissan Navara trang bị khối động cơ DOHC 2.5L 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van với turbo VGS sản sinh công suất cực đại từ 161 đến 188 mã lực mô men xoắn cực đại từ 403 đến 450 Nm. Hộp số tự động lên đến 7 cấp cùng chế độ chuyển số tay hoặc tùy chọn hộp số sàn 6 cấp. Với sức mạnh này, Navara đủ sức chinh phục những khách hàng khó tính nhất, mang đến cảm giác phấn khích cho người lái. Điều làm nên thương hiệu của các hãng xe đến từ Nhật chính là sự an toàn cho hành khách. Nissan cũng không ngoại lệ khi trên chiếc Navara được trang bị hàng loạt các hệ thống an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống kiểm soát cân bằng động, hệ thống hạn chế trơn trượt cho vi sai. Bên cạnh đó xe còn trang bị thêm tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tính năng kiểm soát đổ đèo, hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh, túi khí cho người lái và người bên cạnh, dây đai an toàn đa điểm trước và sau, thanh gia cường tại tất cả các cửa, hệ thống kiểm soát hành trình, khóa trẻ em tại cửa sau, camera lùi. Hệ thống an ninh cũng rất được Nissan chú ý khi trang bị cho Navara thiết bị báo động chống trộm giá xe 7 chỗ Nissan Terra. Mẫu xe SUV 7 chỗ của Nissan là Terra đã được hãng xe Nissan ra mắt cuối năm 2018. Đây được coi là mẫu xe chiến lược của Nissan trong năm 2019 nhằm giành giật thị phần trong phân khúc có mức tăng trưởng rất cao này tại Việt Nam. Hiện Nissan Terra sẽ phải vượt qua các đối thủ xe 7 chỗ tại Việt Nam như Toyota Fortuner, xe Ford Everest và xe Chevrolet Trailblazer. Sắp tới đây còn phải chạm chán với VinFast Laugh SA 2.0 SUV. Giá xe Nissan Teana năm 2018, hãng xe Nissan đã trình làng bản nâng cấp Teana nhập khẩu từ Mỹ với hàng loạt các tính năng mới được bổ sung. Nissan Teana chắc chắn sẽ là đối thủ mạnh trong phân khúc sedan hạng D với những tên tuổi lớn như Toyota Camry Việt Nam, Hyundai Sonata, xe Honda Accord, xe Mazda 6. Teana sở hữu một ngoại hình mang phong cách đặc trưng của thương hiệu Nissan, luôn biết cách làm mới mình trong mắt khách hàng bởi thiết kế mới trẻ trung nhưng cũng không kém phần sang trọng phù hợp với những bạn trẻ thành đạt. Khi bước vào bên trong xe, khách hàng sẽ cảm nhận được ngôn ngữ thiết kế trẻ trung và tinh tế nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ mà Nissan Teana mang lại. Teana có chiều dài cơ sở 2.775mm, tăng thêm 35mm so với phiên bản trước đó giúp cho không gian xe rộng rãi, thoải mái. Để hành khách cảm thấy thư giãn khi ngồi trên xe, Teana đã được Nissan trang bị màn hình 5 inch LCD FM, AM, CD, RDS, Megapixel 3, kết nối AUX, USB cùng với 9 loa Bose chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời khi di chuyển. Ngoài ra trên xe còn được lắp đặt thêm các thiết bị mới nhằm tăng tính tiện ích như ngăn đựng đồ trên cửa có giá đựng chai, hộc đựng đồ trên trần và giữa hai hàng ghế, bốn giá để cốc, ngăn đựng đồ sau ghế, tấm che nắng, cửa sổ điều chỉnh điện, đèn cho hàng ghế phía sau, bậc lên xuống phía trước và khoang chứa đồ. Sức mạnh của Nissan Tiana khiến khách hàng cảm thấy phấn khích nhờ khối động cơ DOHC 16 van 4 xi lanh thẳng hàng. CVTCS cho công suất cực đại 180 mã lực. Mô men xoắn cực đại 243 Nm kết hợp cùng hộp số vô cấp điện tử Stronic CVT giúp cho cảm giác lái trở nên mực mà, êm ái.